Chào mừng mọi người đến với kênh Gia đình Nam Sơn. Để tiếp tục cái series chủ đề gọi là tâm sự. Đấy. Thì cái tiêu đề là có lên kết hôn xa, bị lấy chồng lấy vợ xa ấy. Bởi vì là mới chia tay, là một người bạn thân thiết ở quê là mời là cuối tuần sau là về tham dự đám cưới. Bạn ấy cũng cứng tuổi rồi, bằng tuổi mình hay là quê hay xóm hay gọi là đồng niên ấy, là lấy vợ tận cái mạng gọi là Nghi Xuân Hà Tĩnh đấy, nhưng mà người chồng thì ở Hải Dương đấy. Các bạn hình dung quãng đường chưa, xa nó đâu đó khoảng có lẽ là khoảng 350 cây đấy. Thì theo quan điểm của mình ấy, thì thôi nó là cái duyên cái số thì phải chịu, phải chấp nhận. Hai vợ chồng thực sự thì có thể làm ăn ở xa, thậm chí cả bay ra nước ngoài cũng được, nhưng mà đúng lấy vợ xa hoặc lấy chồng xa là nó là một cái lựa chọn mà thực sự ấy là bạn đã dấn thân vào cái con đường vất vả ngay từ đầu. Khổ, khổ thực sự. Trước hết là cái câu chuyện về tàu xe. Thì như bạn ấy nói là như cái chuyến hôm 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 xưa bạn ấy vào ăn hỏi là bố bạn ấy thuê là mất khoảng hơn 4 triệu tiền là thuê một con Ford Transit đấy, 16 chỗ đấy, khoảng chục người vào như kiểu là ăn hỏi dạng ngõ gì đấy, dạng như kiểu ăn hỏi đấy, tốn kém các bạn ạ, gọi là nếu mà thực ra nếu mà người ta cứ tính là khoảng 10 nếu mà đi taxi ấy, bây giờ người ta tính khoảng 12 đến 10 gọi mà đi đi đi, đi quãng dài thế, có lẽ người ta chỉ lấy 12 13 nghìn một cây thôi, thì đúng 350 cây là nhân với số tiền đấy là cũng khoảng loanh quanh hơn 4 triệu thật. Nhưng mà mình thấy đau ví các bạn ạ. Cái này thì bạn hình dung nhé, từ nhà mình sang nhà vợ chỉ 10 phút đi xe máy thôi. Thẳng đường bây giờ nó bằng nhẵn đẹp, mấy một lứa đường này là cao tốc rồi, nhanh lắm. Thậm chí là quên như Tết ấy, quên cái bình sữa con vịt mình đi ô tô mình từ nhà vợ mình quay về mà bố vợ bố đi lối tắt, bố đã sang nhà mình trước các bạn ạ. Bạn, đấy, nó có 10 phút rồi mà nhanh lắm. Các bạn mới mới hiểu là cái lợi thế của lấy gần đấy. Các bà cứ giục thằng bạn mình cưới giờ nó cho các bà các thím gọi là lôn mật xanh mật vàng nha, mới về đến Hà Tĩnh. Nên các bạn không bó vợ gì, những cái kèo mà đi đón dâu đưa dâu đi thực sự là cho tiền mình cũng cũng không đi. Mình đã từng đi chơi chơi ở biển Cửa Lò ấy, mình đi xe giường nằm ở cái gì Văn Minh như gì ấy, phải nói là đi từ chập tối mà đến sáng mới đến nơi. Trên xe ấy, gần như không thể ngủ được. Hoặc các bạn đi nhiều thì các bạn lên xe là các bạn ngủ chứ. Xe nó ồn ào, nó không thoải mái như thế mà. Đúng là có lúc mệt quá thì gọi thiếp đi thôi chứ. Chứ nên 5 người cứ bảo là thôi xa thì nên xe khách này. Nhắm mắt lại à, ngủ một giấc này đến nơi, nhưng mà ngủ không sao được, nó ê ẩm nó đau nhức người.
mệt mỏi cổ vai gáy. Thì giờ còn tuổi trẻ còn tí sức khỏe thì còn có thể là vài ba tháng thì phi về, nhưng khi bạn bạn cứng tuổi hay sao, bạn không về thì con cái bạn phải về đấy đấy, nhà có đám nào lại phải ai đó về, vẫn phải về mệt. Bây giờ bạn hình dung như là cái số tiền bạn đi Tết nhá, bạn về ngoại chơi nhá, đi khoảng 4 à, ngày Tết người ta lại lấy cao chứ, ngày Tết giá cước vận tải chặt chém thôi rồi, vì nó lấy khoảng bạn khoảng 6 củ nhật vị tầm 29 30 bạn lên đúng không, tầm mùng 3 bạn về chơi mấy ngày đi, đã đi xa thì mất công lên về rượu chè mấy ngày, về lại làm xe nhà xe nó họ lại làm 6 củ nữa, thế là hơn chục triệu rồi, hơn chục triệu đấy là có thể là bằng bằng mình ăn một cái Tết gọi là đàng hoàng đấy, mà đây bạn chỉ để mỗi lui xe không, sợ cái cảnh ấy. Xong bây giờ chẳng nhẽ là con dâu à con gái lấy chồng xa mà nó đẻ đái, chẳng nhẽ các bà lại không nên, các chị các dì không nên thăm, vẫn phải đi các bạn ạ, không phải cưới một lần là rước cô dâu về là xong đâu. Đó. Cái quan điểm mà để không kết hôn xa ngay từ đầu dễ lắm, mình cái lúc mới quen ấy mình biết người gia đình người anh ở xa quá, em ở xa quá thì mình chủ động dừng lại, chỉ là những người bạn đó. Mình sẽ tìm kiếm một cơ hội khác, vì thực sự là tuy ở xa ấy, nhưng mà người như anh ấy hay cô ấy thì nó không phải quá xuất chúng gì, những người như thế ở ở làng mình hay ở làng bên hay ở xã bên ấy, cực kỳ nhiều các bạn ạ. Đấy. Kết hôn xa nó sau này nó nhiều cái nó ví như là nếu mà người mà loanh quanh trong làng trong xã thì người ta biết cái hoàn cảnh gia đình mình ấy, thì nó dễ cảm thông dễ bảo ban nhau, hay hai bên thông gia ấy người ta dễ dàng vun đắp cho con cháu, và có gì không nên không phải ví như cãi nhau hay là đánh nhau là các cái bậc cha mẹ người ta sẽ can thiệp được. Còn đây xa quá chịu chết. Đấy, chúng mày kể cả đang đánh nhau thì tao cũng phải tầm giờ ngày mai tao mới có mặt được. 24 tiếng. Hoặc ít cũng phải 12 tiếng. Bắt về 3 4 chuyến xe mới đến nơi chứ không phải 15 phút là tao có mặt. Vất vả lắm các bạn ạ. Xong mình bất ngờ là như này. Giá như bạn ấy là một người em trẻ lông lỗi 20 thì nó một suy nghĩ nó bồng bột như thằng em con cậu mình ấy, thì nó lấy vợ tận ở đâu đó là Cao Bằng thì đã đành. Đây thằng bạn mình cũng chín chắn rồi, cũng gọi là từng trải nhiều đấy, suýt soát gần U40 rồi mà vẫn còn châm còn rước cái quả kèo lấy vợ xa, thế đúng là gọi là các bà này, các bố các mẹ các cụ là khóc thét, chắc là đi đi đón 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 dâu một lần này. Gọi là ngất lên ngất xuống lôn mặt xanh mặt vàng say xe mà này, khả năng là kinh đến già đấy. Và trong cái đoàn mà đưa đón dâu hoặc là dạng ngõ mình tin ấy, là có người không bao giờ nhận đi lần hai và không bao giờ xung phong gọi đi lần thứ hai đâu, gọi là không có lần thứ hai. Nhiều bạn cứ nói là bây giờ giao thông nó thuận tiện, ô tô phương tiện cá nhân nó nhiều, nhưng mà mình là người cũng đang có xe đấy, nhưng thực sự là cảm giác để mà thuận tiện trong cái việc mà kết hôn với người ở xa
thì mình nghĩ là cũng chỉ bán kính trong vòng khoảng 200 cây đổ lại thôi. Hải Dương thì có thể lấy vợ ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Tuyên Quang là cũng là xa. Đấy, 200 cây hoặc là cái mạn gọi là đến Thanh Hóa, đầu Thanh Hóa, Nam Định qua Phủ Lý, Nam Định các thứ thôi, Hà Nam. Đấy, hoặc đến Trạm đầu Thanh Hóa thôi. Chứ còn đã đến Nghệ An đây này, Hà Tĩnh nó lại phải đi qua cả Nghệ An thì các bạn biết là nó xa thế nào. Cuối cùng là cả một cuộc đời tích cóp lại làm giàu cho nhà xe. Thì các bạn mình ấy, ở quê là chỉ làm công ty, các bạn thu nhập nó không có cao, bao nhiêu năm gặp lại thì cũng chỉ đủ ăn thôi, nhà cũng chẳng xây được, cơi lới được gì. Xe thì thực sự các bạn chưa có, mặc dù xe ô tô bây giờ nó cũng đã rất là rẻ rồi, xe có thì trăm trăm rưỡi nó bán gọi là đầu xóm luôn chứ không phải đầu làng nữa các bạn ạ. Bạn chấp nhận cái kèo xa thế này, mình thấy nó ái ngại và thấy thấy nó vất vả, thấy thương cho bạn, nên là ngay từ lúc mà mới quen nhé, đừng nói yêu yêu sâu đậm mẹ, mẹ quan hệ ngủ với nhau rồi các bạn ạ, hãy 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 dừng lại, hãy gọi là như kiểu là hãy giúp nhau giải thoát cho nhau ấy. Đấy, từ lúc mới quen rồi nhé là hãy lên suy nghĩ lại, còn đi sâu quá vào rồi đến lúc không dứt ra được này là khổ. Đấy, chứ còn cái duyên cái số thì vẫn phải thì phải chịu thôi, bây giờ lại bảo cái duyên cái số rồi bị thế. Này, lại bị bác sĩ vào cưới rồi không dừng được thì lại đành phải phải chấp nhận tặc lưỡi thôi, dòng đời xô xô đẩy thôi. Đấy, mình sau mình có con cái nhưng cũng mong các bậc phụ huynh là cũng nên cân nhắc cái chuyện mà hôn nhân là xa, mình mà có con gái mình xa thế mình không gả đâu các bạn ạ, mình từ chối nói không luôn đấy. Các tiền vàng cũng không đấy. Mọi người mà cảm thấy video hay và cái kênh mình nhiều chủ đề hấp dẫn thì nhớ đăng ký kênh thôi, gọi là có thích thì like, còn có ý kiến gì thì comment ở dưới, mình hứa mình khẳng định sẽ trả lời hết. Alo, gọi thợ sơn tại Hà Nội vẫn là số 0965 559 334. Đấy, còn nếu mà dùng villa thì 0945 812 886. Rồi, xin chào mọi người.